Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mồng 10 tháng 3. Là con dân đất Việt, hẳn rằng không ai có thể quên câu ca ấy. Và năm nay, tại khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Ông Lĩnh sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc, đặc biệt đó là chương trình văn nghệ với chủ đề Linh Thiêng Nguồn Cội được tổ chức như sau. Chương trình xã hội văn nghệ vào lúc 19:30 ngày 28 tháng 4 năm 2023, tức mùng 9 tháng 3 năm Quý Mão, với sự tham gia của các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng, thạc sĩ âm nhạc ca sĩ Phạm Thủy Dung, Á Quân Sao Mai 2013. Ca sĩ Thanh Tài, ca sĩ Thanh Quý, dòng nhạc dân gian. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên múa nổi tiếng sẽ được trình diễn phục vụ buổi chính lễ vào lúc 7:30 ngày 29 tháng 4 năm 2023, tức mùng 10 tháng 3 năm Quý Mão. Chương trình sẽ được live stream trực tiếp trên fanpage địa chỉ truyền hình Hồng Lĩnh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời toàn thể quý bà con nhân dân, Phật tử và du khách thập phương về tham dự lễ dỗ và đón xem các chương trình văn nghệ đặc sắc. Về với Đại Hùng, về với cội nguồn dân tộc.